nói chung là giới thiệu với anh em cái bài mồi cám của Tám. Cám này rất là quyền bí. Nhưng mà rất rẻ tiền nha anh em. Chỉ cần bịch cám tổng hợp, cám cá tra đó, Tám thấy hình như hiệu nào cũng được, cho miễn cám cá tra là được rồi. Với lại đây mấy trái chuối. Ngon bổ rẻ anh em ơi. Tại vì các bạn biết sao không, cá thiên nhiên thường là nó chỉ thích ăn những cái thức ăn gọi là nó hơi thiên nhiên chút. Chuối thì theo như Tám nghĩ chuối là số 1, cho nên là Tám trộn chuối. Nhưng mà hổng là rất hiệu quả nha anh em. Sáng giờ đứa em đứt nhở hai đường. Tám sáng giờ Tám mơ săn cá lóc quá, Tám không có thời gian. Quên, Tám chưa có đi ra, chưa có ra cận cá tra nữa. Khoan lần nữa gói thôi. Đây cám. Đây ta clip này thì Tám câu cám của gì đó, cám của Quỳnh Khoa gì đó, Quỳnh Khoa các bạn ơi. Một nửa cái liều lượng hay là nửa bịch ngàn ký hả Quang? Tám Khoa nửa bịch, nửa gói chứ, nửa gói cám Quỳnh Khoa, cám cá tra nha, với lại 4 trái chuối, 5 trái cũng được các bạn. Nhưng mà thấy Tám thấy 4 trái là vừa. 4 trái được hả Quang ha? 4 trái là vừa, nhiều quá nó bở. Nó không có đủ, nó không có đủ ấy. Đây nè các bạn. Cho một ít nước vô cái rồi mình bóp nè. Chú bóp nhuyễn nhuyễn chú. Ừ. Bóp nhuyễn chứ không nhuyễn là nó đâu có hòa vô cám được. Thì mình bóp thôi, đừng nước con, nước nhiều quá cái nó nhão. Cho ít nước vô cám thôi rồi mình bóp rồi cái nào mà cám mà nó có với chuối đó các bạn, mình để mình câu. Còn cái cám không thì mình xả. Bóp chút cái là thấy đó, có chuối có rồi. Bóp nhuyễn nhuyễn chút. Cám thiên nhiên, cá thiên nhiên thì cám mà trộn với chuối thì Tám thấy là hầu như là hiệu quả rồi đó. Mà thật sự không có Tám đánh chiến trước các bạn, rất là hiệu quả. Thấy nó lộn vô xì tim vô cái nó lên, nó lộn cái nó xuống, nó xì tim cái rải ít cám mình giữ chân nó đó. Vô thấy nó xì tim vô nó rà cám ở dưới đó, rồi là mình để cắm trộn chuối mình để xuống là dứt liền rồi các bạn ơi. Trong vòng khoảng chừng chậm lắm, con nào nó chậm ăn lắm là nửa tiếng là nó dứt liền à. Sáng giờ em xảy mấy con cà hàng khủng lắm. Nổ nhợ mấy đường rồi. giờ vô đang ngồi nói lại kìa. cái tội chú đi mà trốn anh. Tám sáng giờ Tám đi tập thể dục. Đi quăng cá lóc chiều qua nay. Có hôm qua đầu giờ chiều vô qua rơi cá bông. Nó Tám có một cái duy nhất. Tám mà gặp Tám, nó Tám dạng như Tám dạ đó các bạn. Nó Tám không có thiệt tình đó. Chán gì đâu. Rồi đây nè, bây giờ cái cám mà nó còn lưa thưa này nè các bạn, mình để mình xả, mình dụ cá. Còn đây cám này thì cắm mình câu đơn giản vậy thôi đó. 4 trái chuối với lại cái này nửa ký cám nha, nửa ký cám mà ta đây nè, Tám bóp một góc vậy nè các bạn, nhìn chắc các bạn cũng thấy cái liều. Anh thấy là vừa câu á, nó không quá nhiều chuối mà nó cũng không quá ít, nó đủ vậy rồi chiến thôi các bạn ơi. Tám giờ sáng giờ Tám đi tập thể dục, bây giờ là bắt đầu Tám chính thức là ra cằn. Đi săn hàng Hugo cho mọi người xem. Chỗ này sáng giờ thấy có mấy con, Tám thấy có mấy lỗ cá khủng nó lên lộn giờ phải đã lắm mà không biết nó ăn không. Chứ còn cá lứa mà cỡ khoảng 2 kg mấy là nhiều. Đấy. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Hả? Ăn các bạn ơi, chết cha gãy cần luôn rồi, chết cha, u trời, tháo sao, chết cha gãy cần luôn rồi các bạn ơi, gãy cần lắm luôn rồi, gãy luôn rồi, cái gì vậy? Ồ, thôi, chết cha, rồi, gãy cần luôn rồi, ê, đừng đi vô, chết cha phải đi vô là thua các bạn ơi. Vô là nguy hiểm lắm. Còn thôi, cha gãy cái cần luôn. con này cũng bự các bạn. Đó. Chà. Ui chà, ui chà, ui chà. Quá hộp các bạn ơi, quá đã các bạn ơi. Vô con cá. Sáng đi mấy cây cần cứng Tám quên đem theo. Cái cá này mất tươi nữa được đâu các bạn. Còn khỏe lắm. Chầm chim này các bạn biết không? Ở dưới nó trống á. Ở trời nó bịch nhưng mà ở dưới nó trống cho nên là nó cũng đỡ, yên tâm. Chảy bà nó gắn câu à, góc câu à. Lên vậy chứ các bạn mà thò tay nắm nhợ cái là xong liền. Vô chưa? Quá phê các bạn ơi. Phê tiếp phê. Cần máy nó không ăn, nó ăn ngay cây cần tay. Lên đầu. Đó. Thấy vậy chứ nó khôn lắm. Nó lên phải nhiều mấy dạo vậy á. Đó. Các bạn thấy nó còn khỏe chưa không? Này mà thò tay nắm nhợ cái là làm cái chắc lên. Cái cây cần cũng xứng các bạn, cũng xứng đáng. Con này 2 kg mấy các bạn ơi, bự quá trời bự. Đã không? Gãy cây cần cũng xứng đáng các bạn. Gãy cái gốc luôn à. Nè, cần cá rô của Tám. Nay Tám đi quên, qua đi lật đặt quá quên bà nó cái mấy cây cần cứng của mình quên đem theo. Trời ơi. Nó hớp quá trời xong rồi. Gãy hết cái cành, đi hết 550. Bắt cả ông mà lấy cái lóng dưới này chắc cũng trăm mấy à. Cái phần đọt còn nguyên các bạn. Tưởng nó không ăn, tính đi vô rồi chứ. Ốc vậy mà sảy gì được, mà sảy. 2 kg mấy ạ. Cũng bự ghê. Thôi, con đầu giờ chưa nắng rồi mà lên được con, cũng mừng. Ngày nay sáng nay Tám Quy quýnh cá lóc bó tay các bạn ơi. Để Tám cột cái ra. Đây, đây các bạn ơi. Ta mua cây dân quay mà loại đặc biệt, bạn cũng dở ghê nè, gãy ngay cái khúc gốc luôn, là tốn tiền săn hàng vít rồi các bạn ơi, tốn tiền đi sắm cây cần xịn nè, cũng dài chai à. Rồi giờ là vô nghỉ trưa các bạn, chúng nó ra câu tiếp các bạn ơi. Giờ nắng cũng 12 mấy rồi. Này giờ cá nó chầm ăn. Tám đi bắt ốc các bạn ơi. Đây. Đây là cái ổ ốc bu đen mình nha các bạn. Đây cái nồi trứng nó đây, Tám quay cho các bạn coi. Tám cầm luôn cái này là tại để cho các bạn xem nè. Cái trứng ốc bu đen nó màu trắng các bạn. Mà cái trứng ốc bu vàng là nó màu vàng. Cái trứng này nó già lắm rồi nè, các bạn thấy nó trắng ở chỗ này hết rồi nè, để chuẩn bị nở nè, cho nên Tám cầm nguyên nồi để lên để chút Tám để xuống lại. Đây nè, các bạn nhìn nè, ôi già, đã không, ốc bự lắm nha các bạn, không nhỏ đâu nha, ốc đồng mà cái này là to rồi. Và nay Tám bắt được cũng nhiều lắm á, chứ không nhỏ không ít đâu. Nãy giờ bắt được mới rồi các bạn, đây. Cái này là đúng ốc bu luôn, ốc bu chằm chim nha các bạn ha. Cá ốc cũng khá ngon, để Tám đi dẹp rồi mấy cái bèo nè các bạn. Bắt cũng mê lắm, dẹp cái bèo lên có nó là bắt đầu nó lội, nó nổi lên nè, mà mình phải chụp cho lẹ chứ không thôi nó chìm xuống. Nãy nó chìm xuống mấy con to ghê á. Nhúc. Ốc mới lại bắt chơi thôi mà thấy nó cũng lẹ lắm. Đây các bạn. Còn đi các bạn thấy không chứ? Đâu rồi? Đó. Thấy không? Các bạn thấy không? Đó. Nó hơi nghiêng cái màn hình, các bạn xem thông cảm nha. Tám không có ngồi, không có đứng một chỗ, quên không có, Tám ngồi lên xuồng á, nhiều lúc nó hơi bị cũng mê lắm các bạn ơi. Thấy sao giờ mình dạt cái bèo lên có nó dòm thấy nó nổi lên dòm thấy thương lắm. Thấy nè. Các bạn thấy cũng khó thấy nè. Đó. Thấy thương không? Tròn do nó bự nè. Ốc này thì thôi. Số 1. Chục con rồi các bạn ơi. Vơ vơ vậy nè. Vơ vơ vậy chắc nó có nói cái đó nổi lên giờ thấy thương lắm. Tám còn không biết nữa các bạn, còn không biết là có ốc gì nữa. Nãy hồi sáng câu hoài ông ăn cái 8 giờ điểm á, cái mình chèo qua mấy cái lùm bèo rồi nè, cái nó nổi, thấy nó nổi lên. Đó là mấy con to. Mấy cái phao còn lớn lắm các bạn. Đây nè, đường về thấy mời về. Đã chưa? 11 con này kiếm đủ nồi, nồi ốc sầu xả chắc hơi bị lâu. Thấy nữa nè. Ồ. Ồ. Đã không? Cái này là đúng ốc bu luôn các bạn. À, ốc lát. Này, ốc lát chứ không phải ốc bu. Chỗ nào có nó, cái nó có một bầy vậy đó. Đây nè các bạn. Ôi da, chết cha, rồi, nó chìm rồi. Trời ơi. Nổi lên lại. Mày nổi hả mày? Kiếm được còn khó quá mà để nó rớt mất được. Cái chỗ nào mà có nó cái nó ở 4-5 con, 3-4 con gì á. Đây nè. Ồ, con này nó bự quá. Không đỡ nó lên là nó chìm lẹ lắm các bạn ơi. Và thấy không, đèn thui. Trời ơi, thương gì đâu. Trời ơi, đã quá các bạn ơi. À, cái này là đúng ốc bu đen đồng luôn nha các bạn. Sáng 8 giờ đi vài điểm á, câu không có, cái 8 giờ điểm nó vạch chèo mình à, chèo cái thấy nó nổi lên cũng 2 con, thấy cũng to, thôi đi bắt luôn. Mà gặp câu nay qua gặp mưa quá nó không ăn, cho nên là thôi bây giờ làm điếm câu rồi, giờ đi bắt ốc. Ồ. Đã quá các bạn ơi, ở đây thui nó tròn do, thấy thương quá. Đây. Này, các bạn thấy không? Ui da, rồi, chết tôi. Thôi, thôi, chưa kịp kìm. Ui da, trời. Trời ơi, đã quá các bạn ơi. Trời ơi. Tròn gió. Đây nè. Ốc đèn. Đèn thì đã ghê. Cúc này nãy bắt rồi mà còn sót nữa. Nó nằm ở trong đó. Đây nữa nè, đây con nữa nè. Chỗ nào nó có là nó có nhiều lắm các bạn. Mình không dám động nó mạnh rồi đó thì là nó chìm luôn mà. Ôi. Anh này cũng nhỏ. Không có lớn lắm. Quá đã các bạn ơi. Chơi cái môn nào cũng mê chứ. Đây nè. Các bạn nhìn nè. Ôi da. Đã không? Ốc bự lắm nha các bạn, không nhỏ đâu nha. Ốc đồng mà cái đây là to rồi. Qua đây Tám khoe ốc với mọi người nha. Ốc này rất ngon nha mọi người. Tám đã chưa? Cũng được, cũng cỡ 2 kg hơn vậy đó. Ha, đã không? Ốc to. Ốc này ngon số 1 các bạn ơi. Đó, đã không? thiên nhiên, cho nên là cũng có con nhỏ con lớn, mà mấy con nhỏ quá Tám thả hết trơn à. Rồi kết thúc clip nha. Chuyến này thất bại mọi người ơi. Đi 3 ngày được có khoảng tầm khoảng 2 kg ốc, với lại nói chung ốc nhiều à. Tại Tám làm biển bắt á, Tám mời đi, chủ yếu đi kiếm cái clip câu cá cho mọi người xem thôi, chứ ốc thì cũng nhiều lắm, mà Tám bắt có chút mà được khoảng 2 kg á. Anh chính chắc cũng cỡ hơn 2 kg. Rồi thì Tám chào mọi người nha. Hẹn mọi người ở cái con kênh này, nhưng mà để nó chắc cỡ khoảng tuần hoặc là 10 bữa nữa cho nó lắng cái phèn xuống đó. Bây giờ cái phèn nó nằm nguyên một lớp mặt trên mà chằm chim mà phèn là thua. Cho nên thôi là Tám rút, mà cũng tạm ngưng ở khu vực này. Tám sẽ chuyển hướng khu vực khác các bạn. Khu vực này giờ không làm clip được nữa rồi. Rồi Tám cảm ơn mọi người xem video của Tám nha.